Hai chào anh em ạ, xin chào lớp mình nhà từ lũy chị tám, rất vui quay trở lại các bạn trong video ngày hôm nay với vòng 2 của võ sĩ Saiki. Một võ sĩ mặc dù không phải là hạt nhân của một meta rõ ràng, nhưng có thể nói nó một con bán hạt nhân do cái bộ Saiki trong đội hình thì các võ sĩ thuộc dòng hỏa sẽ có một lượng sát thương cực kỳ mạnh mẽ. Ngoài ra Saiki ở vòng 2 này đem tới cho người chơi khả năng phát triển Saiki đến mức tối đa, đó chính là Saiki ở trạng thái lục môn. Khi Saiki ở trạng thái lục môn thì sẽ có sự biến đổi rất rất lớn về mặt hiệu ứng, về mặt skin, thành ra sẽ giúp Saiki trở nên là một con quái vật hữu dụng hơn rất nhiều. Với những người chơi mà không có điều kiện lâng Saiki lục môn thì thôi đành phải dùng nó là vai trò bán hạt nhân thôi, mình nghĩ là cũng được. Việc này thì mình nghĩ rằng lấy Saiki về thay Teri 2k3 để đạt được trạng thái là trạng thái hỏa tứ hồn. Còn hiện nay thực sự Teri 2k3 vào chẳng có tác dụng gì cả, không có tác dụng gì hết, nên thay thế đi sẽ rất là đẹp đấy. Rồi mình sẽ không mất quá nhiều thời gian nữa mà mình sẽ ngay lập tức quay vòng đua các bạn nhé. Rồi đây chính là vòng đua của Saiki lần 2, rất nhiều người chơi đã tham gia với mình, xin lỗi không phải là rất nhiều mà hiện nay thì mới có khoảng độ 7 người 8 người tham gia thôi. Vừa mới có một tiếng mở server và tầm này thì chủ yếu là người Việt Nam online được, chứ bên server nước ngoài thì họ đã đang là tầm khoảng 5-6 giờ sáng thì họ không thể online được. Mà bên Việt Nam thì hôm nay một Tết thành ra là rất là khó online. Mình cũng dành chút thời gian để quay, hy vọng các anh em ủng hộ bằng cách online comment nhá, mình sẽ có nhiều video động lực làm video hơn. Sao nhỉ, chúng ta cùng check một qua một tí xem đợt event này có chuyện tiêu viêm cương đi kèm không, chính xác là có gì bất thường không, chứ chuyện tiêu viêm cương đi kèm là chắc chắn có rồi. Chúng ta có sự kiện nạp 7 ngày, mình xin lỗi là 5 trên 7 ngày với các mốc không quá lạ lùng. Mốc 123 các bạn tự check, mốc số 4 thì đó chính là hồn viện trợ 4 chọn 1 và chúng ta có 10 mảnh, không thực sự quá ngon. Mốc ngày số 5 là mảnh võ sĩ, cuối cùng là 20 mảnh vạn năng. Có lẽ mốc cuối cùng, mốc số 3, mốc số 2 là đáng ngon nhất. Mình xin lỗi, mốc số 3 và mốc cuối cùng là ngon nhất, các mốc còn lại không thật sự đáng kể. Đây là sự kiện nạp các bạn nhé, có sự kiện tiêu viêm cương là ở đây, nó diễn ra tới tận 5 ngày và ngày số 3 thì mới bắt đầu mở hồn vũ khí của Saiki. Các bạn lưu ý đừng có tiêu toàn bộ kim cương cho toàn bộ cái sự kiện tiêu viêm cương này cho ngày số 1 hoặc ngày số 2 nhá, mà các bạn sẽ lỡ trớn. Có hai mốc đặc biệt là mốc 10.000 và mốc 37.000 là có mảnh hồn vũ khí, tổng là sẽ tới 20 mảnh. Đấy, nghĩa là các bạn chỉ cần lấy hồn vũ khí của Saiki ở mức độ là 80 mảnh thôi thì các bạn đã có hồn vũ khí của Saiki rồi. Ngoài ra các mốc khác thì cho một lượng kim cương rất nhiều. Tất nhiên rồi, đây là vòng 2 và nó luôn luôn có chuyện tiêu viêm cương cực kỳ hấp dẫn. Đấy, rất khó để cưỡng tử. Với những người chơi cưỡng tử được thì có lẽ là họ chờ, một là chờ mèo, hai là chờ thần bài thôi thì mới cưỡng tử được, còn không thì rất khó. Thôi mình sẽ quay các bạn nhá, vì việc này thì không cần phân vân với mèo nhiều lắm, thì có VIP 1 thôi. Ác ở đây không thọt top so với server đâu, server 59 này top được chiến là 19, rất ổn định đúng không? Thôi mình sẽ quay ngay. Mình sẽ làm phép một tèo tèo các bạn nhá. Bảo quay luôn một cái gì nhỉ? Ông vòng vo tam quốc quá. Hay mình làm phép đốt phát này. Một phát con cà phê nữa. Đợi tí, không quá 3 phút. Rồi đây là cà phê vàng các bạn nhá. Đây là cà phê vàng nhá. Mình sẽ mồi thêm một tí với chiếm thần các bạn nhá. Đây, vào đây ấy xong là xong, nhanh lắm. Ba chìa đi các bạn. Rồi hóa tang ba vận mà. Rồi chúng ta cùng xem bao nhiêu kim cương. Với vòng 1 đến vòng 2 thì càng ít kim cương ra thì càng tốt. Lý do thật là đơn giản là ra võ sĩ rồi thì chúng ta sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Đấy, các bạn có thể quyết định là đua tiếp hoặc là dừng đua. Còn chưa ra thì thật sự là chúng ta không có sự lựa chọn nào khác ngoài khô máu để ra bằng võ sĩ thôi. Đấy, nên là mình rất là hy vọng là sẽ đem lại sự may mắn cho bạn tiêu viêm. Không biết ông bị cái ung nhọt thì cũng cần uống thuốc tiêu viêm, không hiểu lắm. Rồi chưa có một hiệu sách nhạc mà đã tới 1.500 điểm rồi. Đấy, chủ A có vẻ khá đen. À đây rồi đúng không? Đấy, mình vừa hô cái là ra được ngay các bạn nhá. Đấy, mình khá hên. Đấy. Đầu năm thật sự là chưa chơi bài bạc đâu các bạn ạ, mình chưa tham gia một trò bài bạc nào cả, nên đây sẽ là khởi đầu cho sự hên xui của năm mới đấy các bạn nhá. Đấy. Và mình xiếc lại là mọi ở mọi cuộc chơi thì quy luật hình sin vẫn luôn là đúng. Hai con hiệu sách rồi,
Như vậy là đã thỏa mãn điều kiện cơ bản về vật phẩm, đó là hồn hiệu cuốn sách. Dương 588 thì các bạn đừng hy vọng quá nhiều ở vòng quay võ sĩ, nó ra rất hạn chế. Còn chúng ta sẽ chờ võ sĩ thôi. Hy vọng mà nó dưới mốc 3.500 điểm. Mốc 3.500 điểm là mốc mà mình dự trù tới cho Arc Tiêu Viêm này. Và nó cũng thể hiện mình là một người quay khá là chuyên nghiệp. Trên là khó hỏi hơi đúng. Ê. Ôi, phình phản thôi. Hết im cơ rồi. À, ôi, rồi, thôi, thế này đẹp các bạn ạ. Như này là đẹp nhá. Siêu đẹp. Được hai duyên. Đấy. Rồi, ok các anh em. 3 sao. À, mốc điểm hiện nay 3.700. Nhỉnh hơn một chút chút so với mốc 3.500. Và như thế rất là đẹp. Vì 3.500 thì nhiều người sẽ đạt tới. 3.700 chưa chắc đúng không? Đấy, ok. Rồi. À, chúc mừng bạn Tiêu Viêm đã ra được Saiki với cái mốc giá mình nghĩ không hẳn là thấp quá nhưng cũng không quá cao, quá cao là trên 4.000. Đấy, chúc các bạn cùng bạn Tiêu Viêm thì có một cái Tết thật sự vui vẻ. Đấy, nói chung là có võ sĩ mới là sẽ ngon rồi. Mình sẽ còn quay trở lại với các bạn vào ngày số 3 trong sự kiện hồn vũ khí lần 2 của Saiki, nghĩa là nâng Saiki lên S-Max các bạn nhé. Nghĩa là nâng Saiki lên S-Max và chúng ta sẽ test xem thật sự Saiki S-Max có mạnh mẽ như thiên hạng đủ này không. Hẹn gặp các bạn trong ngày số 3 của vòng quay hồn vũ khí. Một lần nữa thì cảm ơn bạn Tiêu Viêm đã cho mình mượn app để làm video. Chúc các bạn một ngày Tết kỳ lễ vui vẻ.